Chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh. Thì trong cái video này em tiếp tục chia sẻ gửi đến anh chị một số những cái thông tin khá là nóng liên quan đến cái buổi giỗ tổ tối đêm qua của mẹ con cô Sáu và vợ chồng chú Bảy. Và đặc biệt thì một cái vấn đề từ hôm qua tới hôm nay thì bên phía tập đoàn Ve cũng như là fan của chị Le Le thì cũng đang sôi về một cái nhân vật ủng hộ cho con gái của ông Năm, nhưng mà đăng lên cái vấn đề mà chuyển khoản giúp đỡ cho bà con lũ lụt đó, thì họ cho rằng là phong bạc khi mà cái anh này là người kia chuyển khoản có 25.000 thôi, nhưng mà đăng lên thì tới là 25 triệu lận. Thì em thì cũng có một cái suy nghĩ riêng liên quan đến cái sự việc đó, thì một lát thì chia sẻ sau cho anh chị ha. Thì đầu tiên là chia sẻ với anh chị là cái tình hình vào đêm hôm qua, cái đêm giỗ tổ được là thím Bảy tổ chức ha. Thì theo những cái thông tin mà em cập nhật được thì tối hôm qua thím Bảy nói chung là cũng gửi thiệp mời khá là nhiều quan khách nhưng mà có một cái điều rất là đáng buồn tội cho thím Bảy là tối hôm qua thì chỉ có là lác đác là khoảng hơn là 20 người đi thôi. Đồ ăn thì còn dư khá là nhiều, phải đem đổ cho chó ăn hết không ai tới ăn hết. Thật sự cực kỳ là buồn. Đến đây vợ chồng của thím Bảy thì nói chung là hôm qua thì cũng có một số kênh YouTube không tới quay, nhưng mà nói chung là quay là chỉ quay gia đình Ve với là vợ chồng ông Bảy với là anh Hề Lê Lết, còn quan khách thì họ không quay tại vì ít khách lắm. Chị mời thì như là em thấy là như là 10 bàn á, nhưng mà cuối cùng là đi chỉ có hai ba bàn là những người trong nhà thôi. Nước cốt nhỏ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân, chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Ông Bảy thì hôm qua là tình hình á thì cũng là cầm micro hát được rồi, nhưng mà cũng Bảy cũng bị xạo á. Đi tới thì cũng là cầm cái bình oxy mà đặt ngồi hít hà rồi cho mọi người, kêu mấy YouTube quay á chia sẻ lên cho mọi người thấy là hình ảnh là tôi hôm nay thì vẫn còn bệnh, vẫn còn mệt lắm ha. Hôm qua thì nói chung là cái bữa tiệc, bữa giỗ tổ đó là chỉ gia đình mẹ con bà Sáu và chồng Bảy là tổ chức thôi, tổ chức cho nhà ăn thôi, chứ quan khách là khách mời là hoàn toàn không có ai hết nha anh chị. Không có bất cứ một người nào mà nghệ sĩ nổi tiếng họ đến để họ dự cả. Thật sự là đây là cái hậu quả mà vợ chồng ông Bảy với mẹ con bà Sáu phải gánh chịu khi mà tham lam đi giành nhà giành cửa rồi muốn làm cha làm mẹ làm quyền khi mà ông Năm mất ha. Thì hôm qua là đặc biệt là có cái sự xuất hiện của anh Hề Lê Lết là đi lên trên sân khấu quỳ lại xin lỗi vợ chồng ông Bảy. Trời ơi, vậy mà bà Bảy cũng gọi như là niềm nở ha, ôm ấp đồ ha, cũng chấp nhận là xin lỗi rồi cũng khóc lóc này cái diễn trò. Cuối cùng là diễn thì chỉ có gia đình mình coi thôi, rồi mấy anh YouTube thì cũng quay. Thì tôi nói thật sự với anh chị á, không hiểu lý do gì mà vợ chồng bà Bảy lại gọi như là chấp nhận để cho anh Hề Lê Lết tới đó quỳ lại mà xin lỗi. Mà tôi thấy ngộ lắm, hầu như là những cái nhân vật mà họ quay lưng với con gái của ông Năm thì họ đều là chọn cái cách là đi đến nhà, một là mẹ con bà Sáu, hai là vợ chồng Bảy để họ xin lỗi. Tôi không biết họ làm vậy với mục đích gì, mình cũng không rành, mình cũng không hiểu. Nhưng mà phải chi mình nói như là cái con bà Thủy Lé đó, nó là con YouTube dơ, con bán cơm, con xin tiền từ thiện, con ăn xin thì mình không nói đi, hoặc là những cái nhân vật mà YouTube đến để xin lỗi mẹ con bà Sáu hay là vợ chồng Bảy thì mình cũng không nói. Còn đằng này đã là một cái người mang danh là nghệ sĩ, còn này là Việt Kiều nữa, đúng không? Mà cái tiếng nói của mình á, là thua là cái nùi dẻ. Cái tiếng nói của mình không có trọng lượng, không có kilogram nào. Ngày nào mình lên tiếng mình chửi những cái người đó, xong rồi bây giờ mình quay sang mình xin lỗi, mình quỳ lại, mình ăn xin để được đi cúng tổ, để được có show về đây hát, để được có người tiếp đón này kia. Tôi nói sự quá quê, quá nhục đối với là anh Hề Lê Lết ha. Vợ chồng ông Bảy thì tối hôm qua là nói chung là làm cái buổi tiệc như là tri ân
là có đăng thông báo để mời tất cả mọi người anh chị, nhưng mà rất là đáng tiếc không có bất cứ một ai đến tham dự và chọn bậy. Nói chung mình thấy mình cũng tội ha, đây là tội chưa xử, tôi nói là tội chưa xử nha, chứ không phải là thấy tội là thấy thương. Tại vì họ tự làm tự chịu, vợ chồng ông Bảy nói chung rất là ngon nha. Hồi lúc mà ông Năm vừa mới mất, khi mà khán giả họ biết được ừ đây là em út của ông Năm khổ, ở nhà thuê nhà mướn phải bánh xèo, một ngày đổ cả 100 cái bánh xèo đổ không kịp à, bây giờ sao đổ, đổ ăn á, đổ đem về nhà ăn chứ ai đâu mà tới mà ủng hộ nữa. Tự vợ chồng ông Bảy lựa chọn là cái đường đi đó chứ không ai ép hết trơn. Rồi hôm qua tôi thấy cái nét mặt buồn rõ rệt trên gương mặt của vợ chồng Bảy. Bà Sáu thì hôm qua cũng có tới, nói chung là gia đình mà tới rồi cũng ca hát vài bài như tổ chức là đám dỗ nhạn vậy thôi, dỗ tổ như tổ chức nhạn vậy thôi, vậy đó, không có khách khứa, không có ai hết. Nó khác hẳn với những cái nơi mà dỗ tổ khác à, những nơi khác là người ta tập trung ừ những cái người nghệ sĩ lớn có tên tuổi nè, đàng hoàng tử tế à, rồi đông khách người ta tới người ta cúng tổ, chứ đâu phải như cái anh hát 6-7 đâu có ai mà thèm tới nữa, đúng không? Bây giờ mà tôi thấy thua rồi, tập hợp là toàn là cái thứ gì đâu không à. Bạn con bà Sáu nói thiệt lên chị, không có phân biệt được đâu là bạn, đâu là kẻ thù hết trơn. Cái anh hề lê lết vậy mà cũng vô chơi chung được, cái thứ đó mà xài được nữa thì thôi thua à. Thứ đó mà không biết là về ra là anh hề anh có ghé chị Le Le không, nhớ qua chị Le Le xin vài hộp kem ha, sức cái mặt đi. Trời ơi tôi thấy anh Việt Kiều Cali mà tôi tưởng đâu ở bên gì Colombia gì Colombia gì về. Trời ơi tôi dòm anh thiệt sự luôn á, ở đâu mà cái chui đâu mà đen quá à? Ở xứ bản về mà sao đen dữ vậy anh hả? Hay là anh ở thường ngày thì anh lên là anh ngồi ở trong cái gì trong phòng là anh xức kem rồi nó trắng, nhưng mà xong rồi anh phải đi ra ngoài anh lượm bọc ni lông rồi anh bán là đi xin. À, ở bển thì chắc không có lượm dây chai rồi, nó bởi như Việt Nam mà lượm dây chai chắc ngồi á, ngồi ngoài đường ăn xin đúng không, cho nên là nó mới đen như vậy. Tôi nghe anh còn nghe đồn anh là đòi về chơi tắt tay với là tất cả các anh em rồi thưa đi kiện đùm lum để mà bảo vệ quyền công dân gì của anh, tôi thấy tôi mắc cười. Tại vì sao anh là coi như là anh ở bển chứ anh không có về đây nhiều, anh làm anh đóng thuế ừ cho bển, anh ăn trợ cấp tiền ở bển à, chứ anh đâu có đóng góp gì cho đất nước đây đâu mà anh phải đòi bảo vệ quyền của anh. Mà trong khi phải như anh Hiền á thì tôi cũng nói là anh này anh chĩa mũi vào râm ma, anh đi chửi hết người này đến người kia, chửi mẹ con bà Sáu tan nát cái te tua tơi tả, rồi bây giờ về quỳ lại xin lỗi thì cái nhân cách của anh tôi nói chỉ là vứt đi rồi ha. Đó là một số những cái thông tin liên quan đến là cái buổi gọi như là dỗ tổ điều hiu của là gánh hát 6-7 tối ngày hôm qua, thì nó cũng như là cái đêm trung thu của con ve vậy thôi. Bà con tới chủ yếu là chỉ là nhận bánh và nhận quà à, khi mà quà bánh người ta nhận xong rồi thì người ta đi về, chứ ai mà thèm ở đó mà nghe là cái tụi ca sĩ mà hạng Z hạng S cuối cái bảng chữ cái hả đúng không, ta hạng A B C rồi tôi còn coi này hạng tuốt ở dưới chữ bảng chữ cái B T Z gì tùm lum dưới, ai mà coi nhận bánh nhận quà rồi người ta đi về ha. Tụi nó canh cái khúc mà đông người nó chụp thôi không gì cả. Rồi đó là vấn đề thứ nhất. Thì vấn đề tiếp theo thì nói về cái sự việc mà cái lùm xùm cái vụ phong bạc hôm nay thì chúng ta xôi chị Le Le cũng khá là nhiều, và chị Le Le thì cũng đã lên tiếng nói là chuyển khoản trước đâu là hàng ngày 28 gì đó, 28 29 tháng 8 gì đó, còn người ta sao kê là 1 tháng 9 gì đó, và chị ta cũng khoe cái bằng khen. Thì nói chung với anh chị là cái việc mà từ thiện thì chúng ta làm chúng ta đóng góp bao nhiêu nó cũng là tốt, nó cũng là quý hết à, chúng ta trân trọng cái điều đó. Có người thì nói là làm từ thiện chụp lên khoe làm chi, nhưng mà nói chung là thì khoe cũng được à, tại vì thí dụ như mà mình muốn lan tỏa để cho mọi người biết được là mình có chuyển như vậy rồi người ta thấy người ta bắt chước người ta chuyển theo thì cũng tốt, nhưng mà đừng có là đem cái đó ra để mà đánh bóng tên tuổi, lấy cái đó ra làm cái phong bạc cho bản thân của mình, thì mình thấy là cái việc đó là một cái việc làm vô đạo đức à, thật sự là một cái việc làm vô đạo đức. Thì hôm nay á, hôm qua tới hôm nay thì cái tụi mà bên phía là Le Le đó với tụi ve con thì nó vào nó soi một cái nhân vật mà ủng hộ cho con gái của ông Năm
Thì cái thằng này á là nó cũng đăng lên là nó nhờ một cái người tên Sương là chuyển 25 triệu đó, thì cũng đăng lên cho mọi người thấy. Rồi xong là bên phía ve le le đó nó sôi ra là cái thằng này, cái bà Sương đó là chỉ chuyển khoảng có là 25 ngàn thôi, thì tụi nó đang cười cợt, tụi nó la làng quá trời. Thì hôm qua thì mình cũng nghe cái clip là cái em trai này lên đính chính, nói rằng là cái bà Sương đó là trợ lý gì đó, là do tin tưởng cho nên là đã nhờ cái bà này bà chuyển tiền, nhưng mà không ngờ thì bà này chơi chiêu giống những người khác là coi như là qua mặt, không ngờ là có vụ sao kê này là qua mặt nên chuyển có 25 ngàn thôi. Và tối trong đêm đó thì cái em trai này cũng đã chuyển đúng 25 triệu vào, nó như là khắc phục đó, như là xin lỗi mọi người về cái vấn đề đó, và chuyển vào 25 triệu. Và hôm sớm này thì thám tử Cao nó cũng lên, nó đòi là khởi tố hình sự rồi yêu cầu là điều tra gì lum la đó. Thì nói chung á, với cái góc nhìn của em như thế này thì hiện tại bây giờ đó thì mình cũng không biết là cái bà Sương đó là bà có bấm nhầm 25 triệu thành 25 ngàn hay không, hoặc là bà có qua mặt cái thằng này để bà gọi như là chiếm đoạt cái số tiền này hay không, mà nghe đâu rằng là bà này rất là thân thiết tiền bạc với là cái em trai này bà Sương gì đó, mà mình cũng không biết bà Sương này là bà nào. Thì tốt nhất là hiện tại bây giờ đó là cái em trai này nè, đó thằng Băng á, là nếu như mà muốn là mọi người tin và bên phía le le nó không có tấn công nữa, nó không có xỉa xối nó này nó kia, tại vì hôm qua nay là bây giờ le le ve là nó tập trung dùng Băng chửi hoài, thì em nghĩ rằng Băng nên làm một cái đơn để mà gọi như là tố cáo hoặc là tố giác cái bà Sương này để lấy lại cái sự trong sạch, thứ nhất là cho bản thân của mình, cái thứ hai là để chứng minh cho cái tụi bé thấy được rằng là mình hoàn toàn là mình là người vô tội, mình không có dính dáng gì liên quan đến cái sự việc phong bạc, tất cả đều là do bà Sương. Bà Sương là bà nào đó thì mình hoàn toàn mình không biết, thì thằng Bơn nên làm đơn tố cáo tố giác bà Sương này lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản qua mặt mình, như vậy để lấy lại cái trong sạch cho bản thân của mình và để chứng minh cho tụi kia thấy đó. Như vậy thì nó hợp lý hơn là cái vấn đề bây giờ mình lên đính chính mình chuyển tiền, thì tụi kia không tin đâu, nói thật riêng cá nhân em cũng không tin nữa. Bây giờ là nói thẳng là chỉ có làm đơn tố cáo bà này, nếu như một số các anh chị nói rằng dù gì cũng là những người thân thiết, bà con hay là đã lâu năm gì đó, nhưng mà chúng ta không thể mà cổ xí cho cái việc mà họ lợi dụng vào cái niềm tin mình để họ qua mặt mình, còn không thì phải tìm bà Sương đó bắt bả lên bả xin lỗi bả đính chính như thế nào đó cái sự việc này, chứ mình nói không gì thì tụi kia nó cũng đâu có tin anh chị, không cái gì mình cũng phải nói có giấy tờ hợp lệ, mình đã là cái người đi lên để xôi tụi le le mình xôi tụi ve thì mình không thể nào mà mình làm ảnh hưởng được, làm xấu mặt được. Gặp tôi là hôm nay nếu bà Sương mới làm sai tôi nộp đơn tố cáo bà rồi, bà làm như vậy là ảnh hưởng của tôi lắm, mặt mũi của tôi còn đâu, tôi là người mạng xã hội bán hàng, tôi viết nhạc, tôi có công ty này cái nọ đủ thứ các kiểu, bà làm vậy chẳng khác nào bà bôi cho chét chấu vô mặt tôi, ảnh hưởng của tôi làm đơn tố cáo bà liền đó, làm như vậy là mới đúng chứ không có chuyện mình xin lỗi là một chuyện, còn phải tố cáo là một chuyện, để mình chúng ta làm gì chứng minh cho mọi người, tất cả mọi người kể cả le le bịp bịp ve đều thấy là tôi là người ủng hộ chân thành thật sự, nhưng mà cái con này là con Sương này là con này nó định qua mặt tôi ăn chặn tiền, tố cáo liền 2 triệu thôi là ở tù rồi đúng không, mình không muốn ai ở tù hết, nhưng làm ảnh hưởng tới uy tín danh dự của mình thì mình phải thực hiện cái điều đó, chứ mình xin lỗi rồi mình im im không được. Đây là cái góc nhìn riêng của em thôi. Còn anh chị nghĩ sao thì đó là cái việc của anh chị. Gặp bản thân em mà như vậy là 1 phút 30 giây thôi là con Sương này lên đồn ngồi liền, không nói nhiều. Mà nói thật thời buổi bây giờ thì nói chung mình có tài khoản hết, tại sao mình không chuyển? Nếu thật sự mình không muốn dính vào cái câu chuyện drama thì mình chuyển rồi mình im, mình cũng không cần chụp đâu ha. Nói thật mình chuyển rồi mình im lặng không cần chụp, nhưng mà mình đã chụp lên rồi thì phải chính xác. Bây giờ ai cũng có số tài khoản thì mình muốn gửi thì mình gửi mẹ cho rồi, để mình nhờ giảng này khi chi nhớ mất công vậy, đúng không? Tiền bạc mà nó lấn cấn nhiều lắm, thời buổi bây giờ nói chung là cũng không tin ai được anh chị.
Đó thì nói chung đó là cái góc nhìn của em thôi. Còn nếu như mà cái em trai này nó không làm rõ cái vấn đề, nó chỉ lên xin lỗi rồi bây giờ nó chuyển 25 triệu rồi nó bỏ qua câu chuyện của bà Sương, thì tụi bên kia nói rằng ừ thằng này là cái thằng lấy phong bạc đăng hình lên để tạo cái gì phong bạc cho bản thân mình, tạo cho nhiều người biết biết đến tên tuổi mình, rồi cuối cùng bị sôi ra rồi bây giờ nó xin lỗi rồi vậy cái xong đó. Như vậy là không được ha. Rồi thì đó là một số những cái thông tin như là cái vấn đề liên quan đến cái sự việc mà tụi le le nó đang nói ha, về cái vụ 25k thì em cũng chia sẻ gửi đến anh chị trong cái video này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ha. Rồi em cũng xin tạm dừng và tụi em sẽ tiếp tục quay trở lại để chia sẻ những cái thông tin mới tiếp theo. Anh chị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ. Xin chào cả nhà. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu âm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà 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 em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền nha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn, coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.